thông tin hạ nhiệt lãi suất thì chúng ta đã có một cái đợt hạ nhiệt từ ngày 15 tháng 3 và đến ngày 31 tháng 3 tiếp tục hạ nhiệt tiếp. Chứng tỏ là đây chúng ta thấy được cái ý chí của chính phủ là rất là rõ ràng. Đúng không? Tức là rõ ràng luôn trong câu chuyện là hạ nhiệt lãi suất. Hạ nhiệt ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái tăng trưởng tín dụng của chúng ta rất thấp, chỉ khoảng hơn 2% trong vòng là cái quý đầu tiên. Tăng trưởng như thế này là cực kỳ thấp luôn, tăng trưởng tín dụng. Như vậy là nhiều anh em sẽ bảo là đây là bơm tiền, thì em em đính chính lại một chút là không phải là bơm tiền anh em nhé nhiều anh em ở đây là bơm tiền thì không phải là bơm tiền mà tiền ở đây là tiền đang dư nhá tức là gì bơm tiền là phải thiếu tiền thì mới bơm nhưng ở đây là tiền đang dư và cầu đang không vay anh em nhé anh em phải phân tích rõ hai cái ý này nhé tức là ở đây là tiền đang dư chứ không phải thiếu tiền mà bơm nhá vì thế nên là nhiều anh em bảo là bơm tiền là không đúng Nhà. mà đây là tiền đang dư và đang làm muốn làm cho tiền nó gì nó chạy đi nhá chạy đi tiền phải chạy đi chứ bây giờ là tiền đang dư như thế này không chạy là chết ok đấy là cái câu chuyện đầu tiên liên quan đến cái hạ nhiệt lãi suất và cái thông tin này nó cũng rất là tích cực em đánh giá là tích cực những cái gì chứ những cái hạ nhiệt lãi suất thì nó sẽ tác động trực tiếp tới cái thị trường vốn của chúng ta rồi Ok, à, cái thứ hai đó là liên quan đến cái câu chuyện uh, hạ Trần lãi suất huy động. Cái câu chuyện hạ Trần lãi suất huy động này thì nó như thế nào? Thì anh em cứ hình dung như thế này, khi mà tiền nó không chạy ấy mà tự nhiên là lãi suất huy động của chúng ta vẫn tăng lên thì câu chuyện là sẽ rất nhiều người muốn gửi tiền vào. Có phải là ngân hàng là một tổ chức trung gian không? Lấy của người gửi tiền và bơm cho doanh nghiệp vay hoặc là bơm cho người vay Mà người ta ăn cái chênh lệch cái nim chênh lệch và đó là lợi nhuận của dòng ngân hàng không nhưng hiện tại rất nhiều người gửi tiền tại sao ngân hàng nhà nước phải hạ trần lãi suất huy động xuống tại vì bây giờ là tiền nó không chạy tức là bây giờ tiền nó không chạy tiền không chạy là gì có tiền nhưng mà không, chẳng ai vay người ta thấy kinh tế là khó khăn thì đang chẳng có nhu cầu vay vậy thì bây giờ bố mới hạ trần huy động xuống hạ đến gì lùa tiền ra ngoài mày đừng có gửi tiết kiệm nữa ra ngoài đi cho tiền nó chạy đi và khi tiền nó chạy nó mới tạo những giao dịch và tạo những giao dịch thì vòng quay mua bán nó mới tiếp tục gì ngon thì khi đó gì tiền nó mới chạy anh em nhá